quá, Huỳnh Hiểu Minh trầm cảm vì bình luận tiêu cực trên mạng xã hội. Huỳnh Hiểu Minh từng có lúc rơi vào trạng thái trầm cảm vì phải đối mặt với nhiều bình luận tiêu cực trên mạng xã hội. Là người nổi tiếng, Huỳnh Hiểu Minh luôn bị soi mói và không tránh khỏi lúc đứng trước những bình luận khắt khe, tiêu cực từ cư dân mạng. Theo Sohu, một trong đoạn phỏng vấn trong một chương trình ghi tại nơi làm việc được phát sóng vào ngày 17 tháng 6, Huỳnh Hiểu Minh đã thẳng thắn bày tỏ quan điểm về vấn đề bạo lực và bắt nạt bằng ngôn ngữ trên mạng xã hội. Anh cho biết bản thân rất khó chịu và thậm chí nhiều lúc muốn gỡ cài đặt phần mềm những trang mạng xã hội. Đây không phải là lần đầu nam diễn viên Thần Điêu Đại Hiệp chia sẻ về trải nghiệm của mình về vấn đề bạo lực trực tuyến. Huỳnh Hiểu Minh từng cho biết, suốt một thời gian dài, anh bị nhiều người mỉa mai, công kích, chê bai vì nhiều vấn đề khác nhau. Điều này đã khiến anh bị stress, trầm cảm và cảm thấy mệt mỏi. Cuối cùng, để tự thoát khỏi những cảm xúc tiêu cực, nam diễn viên tự nhủ mình không nên đọc những bình luận tiêu cực và công kích quá mức trên Internet. Không chỉ Huỳnh Hiếu Minh, Trương Hàn cũng có lúc bị bạo lực trên mạng xã hội. Cuộc sống hôn nhân của Huỳnh Hiếu Minh và Angela Baby luôn dính nhiều tin đồn thất thiệt trên mạng xã hội. Sina cho hay, thông tin này khiến nhiều dân mạng đồng cảm. Không ít người lên án những bình luận ném đá của những kẻ dùng nít ảo, công kích người nổi tiếng Tôi không hiểu ai lại có thể mắng người nổi tiếng và các thành viên trong gia đình của họ đến mức như vậy. Những lời bình luận thật kinh khủng. Cần đăng ký và xác thực thông tin thật của người dùng mạng và tránh xa những mặt tối của mạng xã hội. Ngoài ra, Huỳnh Hiếu Minh cũng tiết lộ thêm khoảng thời gian anh phải đối diện với tâm lý mệt mỏi, stress đó, Angela Baby đã luôn bên cạnh an ủi, động viên. Sự giúp đỡ và tình cảm của cô đã giúp anh dần thoát khỏi thời điểm tâm tối của cuộc đời và lấy lại được sự tự tin trước đây thời gian qua huỳnh hiểu minh và angela baby liên tục đối mặt với những tin đồn thất thiệt về cuộc hôn nhân của mình cả hai từng có khoảng thời gian luôn thể hiện sự ngọt ngào mỗi khi xuất hiện bên nhau nhưng thời gian gần đây cặp vợ chồng hiếm khi xuất hiện cùng nhau đối mặt với những tin đồn này huỳnh hiểu minh và angela baby đều hiếm khi lên tiếng đáp trả tuy nhiên trong một cuộc phỏng vấn gần đây nam diễn viên khẳng định anh và bà xã không có vấn đề gì đồng thời khuyên công chúng đừng nên mù quáng tin vào những tin đồn trên mạng xã hội